Tối qua ngày 28 tháng 10 đã diễn ra chương trình thi diễn và tổng kết hội thi nghệ thuật quần chúng tỉnh Bến Tre năm 2022 do Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Bến Tre thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức. Mang đến hội thi, các đơn vị thành phố Bến Tre, Châu Thành và Giồng Trôm đã trình diễn chương trình nghệ thuật với nhiều tiết mục hát múa ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, biển đảo. Ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đội thuộc về thành phố Bến Tre, hạng nhì Châu Thành và khuyến khích Giồng Trôm. Đơn vị có nhiều nhân tố mới thuộc về Giồng Trôm. Có 17 tiết mục xuất sắc lần lượt được trao các giải A, B, C. Ngoài ra còn có giải diễn viên triển vọng. Cũng trong chương trình, ban tổ chức đã trao giải hội thi trưng bày triển lãm tranh ảnh nghệ thuật và bonsai diễn ra vào sáng 28 tháng 10, được trưng bày trong 2 ngày 28 và 29 tháng 10. Theo đó, có 3 giải nhất cho 3 thể loại bonsai, 3 giải nhì, 6 giải ba, 9 giải khuyến khích và 6 giải phong cách. Tác giả Cao Minh Thành, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách đạt 2 giải nhất ở 2 thể loại bonsai nhỏ và bonsai trung mai chiếu thủy. Tác giả Nguyễn Trường Thịnh, xã Tân Thiền, huyện Chợ Lách đạt giải nhất thể loại bonsai mini mai chiếu thủy. Hội thi nhằm hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 31 năm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi 1 tháng 10 và Tháng Hành động vì Người Cao Tuổi Việt Nam, giới thiệu đến người đam mê chơi kiểng những tác phẩm nghệ thuật bonsai cây cảnh đặc sắc, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh thương hiệu cây cảnh địa phương.